Hello cả nhà nha. Chào một ngày mới. Chúc cả nhà luôn vui khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay mình đi ở đảo nha, đi ra đảo Phú Quý. Đi cùng những người bạn. Rồi đi ké luôn. Bây giờ đang xuất phát từ Đà Lạt nha. Đà Lạt mình đi xuống Phan Thiết ra đảo Phú Quý. Rồi cả nhà cùng đồng hành luôn. Mình đang đi đến đảo Phú Quý cùng những người bạn. Hôm nay mình không có đi xe của mình. Mình đi ké xe của anh Vũ Nhí. Ở đây là ngay đèo Đại Ninh đó cả nhà, rất đẹp. Mình đã đến Phan Thiết, đang đợi tàu chạy qua. Ghé đây ăn một miếng cho đỡ đói, rồi mình sẽ lên tàu đi qua đảo nha cả nhà. Đến Phan Thiết ăn sáng bánh canh, bữa ăn cá kho, rất lạ. Rồi mời cả nhà ăn đặc sản nha, sáng bánh canh. Tới giờ tranh thủ ra bến tàu, gửi xe lên tàu. Xếp hàng xuất vé lên tàu nha cả nhà. Hai lúa đây đang đợi đây lúa. Mọi người đang háo hức lên tàu. Cái vỏ kia đâu, lùi vỏ kia đừng đưa đi, bể đồ nha. Mình ngồi đâu vậy? Đo ví mình đâu? Ví đâu? Cái này Phú Quý mua vậy? Cái này ví về, còn ví đi đâu? Lấy ví đi mình không? Cái này ví về này. Đúng rồi. Rồi ghế thứ hai. Lên lỗ. Mình đi mấy người ạ? 6 người là ví. Em mới có vé tàu. Hành đây luôn, cho anh đi. 2, 3, 4, 5, 6. Thank you.
Đây là lúc mới bắt đầu khởi hành, đang còn tỉnh táo, đang chưa có phản ứng gì về say sóng nha cả nhà. Đây có là ghế tiếp nha. Lúc này là tàu chạy được một tiếng rồi cả nhà, có rất nhiều người say sóng, trong đó cái đoàn của mình là ai cũng bị hết nha, bơ phờ. Con tàu chạy như bay, dồn dập như là trò chơi cảm giác mạnh. Có lẽ sẽ có nhiều người không dám quay lại đảo lần thứ hai. Tới nơi rồi, bơ phờ hết luôn, cả nhà bơ phờ hết luôn. Ra đây thì có người quen, bạn của mấy người trong đoàn của mình đang trở về nhà ở trên đảo này, ngủ lại đây 3 đêm. Cả nhà cùng đồng hành ngắm cảnh với mình nha. Đang trên đường chạy về đây, mọi người rất là mệt rồi. Tới nơi chỗ ở đảo Phú Quý đây. Đảo Cù Cơ rồi. Biển là sau luôn. Đây vô đây. Đây. Đi về tỉnh táo rồi thì anh em mình ra. Chào các bạn buổi chiều nha, trên đảo Phú Quý nha. Mình buông bỏ tất cả những gì cho cá ăn, giờ mình đạp vô lại cho mình. Em nói bánh căn cái gì cho cá ăn rồi mà. Trời, cái cuốn nè, cái cuốn ở trên đảo Phú Quý nó bự nè. Là vậy mà cười nha. Này của chị của em. Hàng khủng không à. Đảo Phú Quý cho hàng khủng không à. Khủng rồi, trời cảm ơn. Nè nước mắm nè Vũ ơi. Cái này là ăn nhẹ nha, ăn nhẹ nha. Tối rồi mới ăn nặng nha. Cuốn khổng lồ luôn. Bây giờ mấy anh em đi dạo một vòng nhỏ ngắm cảnh hoàng hôn ở trên đảo Phú Quý, rồi sẽ ghé một chỗ nào đó ăn cơm tối rồi về nghỉ ngơi. Ở đây là một bãi biển rất đông người dân địa phương tắm nha cả nhà. Gần bên có một cái giếng nước ngọt luôn. Cảnh đẹp hoàng hôn. Anh em mình ghé vào cái quán này ăn tối,
ăn một vài món hải sản tại đây. Anh em mình ăn hai dĩa mực, một nướng một hấp, dĩa rau củ, cơm chiên, nước uống, tất cả là ăn là 800 ngàn nha cả nhà, là ăn no nê luôn đó. Có thêm một dĩa ốc lát trộn củ hành nữa. Ở đây nấu ăn cũng tạm được cả nhà, ngon hợp khẩu vị. Cả nhà có đến đảo Phú Quý thì cũng nên ghé vào quán này. Quán này có tên là Sơn Lâm Quán nha cả nhà. Ăn cũng ngon lắm, giá bình dân. Mình chào cả nhà buổi sáng nha. Anh em mình đã ngủ một đêm tại đảo Phú Quý. Ai cũng mệt hết nên không có dậy sớm. Chỉ có mình dậy sớm đi quay vài chỗ cảnh đẹp bình minh buổi sáng trên đảo cho cả nhà cùng xem nha. Rồi cả nhà cùng đồng hành với mình luôn. Sáng ở trên đảo rất mát mẻ, gió cũng lạnh lắm cả nhà. Mình đang đi ra ngoài chỗ bóc cột cờ để mà ngắm bình minh. Mình đã đến điểm đầu tiên, đây là kêu là bóc cột cờ. Rất nhiều bạn đến đây chụp hình buổi sáng sớm. Ở trên đây nhìn ngắm được một không gian biển rộng. Bình minh lên rất đẹp. Gió rất mạnh cả nhà. Gió lạnh luôn nha. Khung cảnh rất là đẹp, bình yên. Hello cả nhà nha. Đang ở đảo Phú Quý, đang đón bình minh sáng ngày đầu tiên ở tại đảo Phú Quý cả nhà. Đây, đây rất là đông người.
đảo Phú Quý ngày đầu tiên nghe cả nhà. Ngày đầu tiên mình ở đây tới 3 đêm 4 ngày nha cả nhà, cùng ngắm cảnh đẹp trên đảo Phú Quý ngày đầu tiên của anh em mình nha. Mình ở đây 4 ngày 3 đêm thì mình sẽ đi đến những nơi nào mình đến được mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Sáng nay thì mình sẽ đi hai chỗ, điểm là cột mốc cột cờ và điểm dốc Phượng Hoàng, người ta còn gọi là dốc Phượng, cũng đẹp lắm nghe cả nhà. Đây là con dốc Phượng Hoàng, người ta còn gọi là dốc Phượng. Rất nhiều anh em đi phượt đến đây ngồi uống trà nhâm nhi ngắm cảnh hoàng hôn bình minh, buổi sáng buổi chiều lúc nào cũng đẹp, nhìn rất là bao la, gió rất mạnh nha cả nhà. Anh em khắp nơi đến đây rất đông. Cả nhà cùng ngắm cảnh đẹp bình minh buổi sáng trên con dốc Phượt ở đảo Phú Quý nha. Mình ngắm đây một vòng rồi mình sẽ đi về ăn sáng. Thank you.
cả nhà. Đảo Phú Quý rất nhiều chỗ đẹp nha cả nhà. Đây, chỗ này cũng đang rất nhiều người đến chụp hình rồi nè, buổi sáng mình bên. Rất là đông người luôn. Mình đang trên đường đi về nhà. Đây là một đoạn đường trung tâm trên đảo Phú Quý. Có hai làn đường rất rộng nha cả nhà. Ở đây mọi cung đường thì rất nhỏ bé, toàn là xe máy đi nha. Ở đây xe máy đi có một đặc điểm rất lạ là để luôn chìa khóa trên xe, không phải lo mất cắp nha. Người ta có thể để ngoài đường qua đêm luôn, cũng không ai thèm ngó ngàng tới nha. Rất là hay. Ở đây có một cái chợ nhỏ gần chỗ mình nghỉ, cũng rất đông đúc. Ở trên đảo này chợ nhỏ, chợ nhóm rất nhiều nha cả nhà. Sáng giờ mình đi mình thấy chợ nhóm rất nhiều. Cuộc sống trên đảo này mình thấy cũng rất sung túc cả nhà. Đến đây thì mình cũng xin dừng clip ngày đầu tiên trên đảo Phú Quý. Hẹn cả nhà những clip tiếp theo nha. Cả nhà nhớ đón xem, ủng hộ cho mình một chuyến trên đảo Phú Quý 4 ngày 3 đêm nha cả nhà. Mình cũng chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Hẹn gặp lại cả nhà clip tiếp theo trên đảo Phú Quý cùng mấy anh em của mình.